Chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Chắc hẳn những bạn nào là fan của cặp đôi hot YouTuber Chris Phan và Mai Quỳnh Anh thì sẽ đứng ngồi không yên suốt một tuần vừa qua bởi thông tin cả hai sẽ về chung một nhà. Và sáng nay 13 tháng 6, cặp đôi đã chính thức cử hành hôn lễ tại quê nhà Phú Yên. Hai năm yêu nhau của Chris Phan và Mai Quỳnh Anh cuối cùng cũng có một kết thúc đẹp tại quê nhà Phú Yên. Người người chúc mừng, nhà nhà mong ngóng vì đây có lẽ là sự kiện lớn nhất trong một tuần vừa qua. Sau khi công bố ảnh cưới và cả thiệp cưới trên mạng xã hội, cặp đôi đã chính thức về chung một nhà. Vào hôm nay 13 tháng 6, Chris đã có mặt ở Phú Yên để rước cô dâu xinh đẹp. Buổi lễ diễn ra vô cùng giản dị và ấm áp vào lúc 8 giờ hơn với sự xuất hiện của bố mẹ, họ hàng và bạn bè hai bên. Ai nấy đều vô cùng vui vẻ, nhưng người vui nhất chắc hẳn vẫn là cô dâu và chú rể. Nhìn khoảnh khắc tình tứ Chris trao nhẫn cho Quỳnh Anh là thấy được cặp đôi này đang vô cùng hạnh phúc. Từ sáng sớm, đội phù dâu đã đứng chờ nhà trai trong một không gian cưới vô cùng trang nhã mà không kém phần sang trọng. Ảnh cưới dễ thương của cặp đôi được dựng ngay trước rạp. Chris trong trang phục áo dài vàng đã xuất hiện bảnh bao cùng đội nhà trai để làm những lễ nghi truyền thống rước cô dâu Mai Quỳnh Anh về nhà. Cô dâu Quỳnh Anh thì cực kỳ xinh đẹp, không giấu nổi gương mặt hạnh phúc, rạng rỡ cùng tà áo dài vàng truyền thống. Cả hai đã cùng nhau cúng bái ông bà tổ tiên, trao nhẫn cũng như được hai bên gia đình trao quà cưới cùng những lễ nghi truyền thống khác. Chắc hẳn đối với Chris Phan và Mai Quỳnh Anh, hôm nay sẽ là ngày vui nhất trong hành trình yêu nhau của cặp đôi này. Chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi Chris Phan và Mai Quỳnh Anh. Và những hình ảnh, thông tin tiếp theo về đám cưới, chúng mình sẽ liên tục cập nhật đến cho các bạn. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày nhé.